còn gì đau hơn lụy người yêu cũ. Hôm bữa gặp lại người yêu cũ xinh hơn trước xong lên hỏi chị nắng cách inbox với bắt chuyện với người yêu cũ để quay lại mà inbox xong em ấy nói không bao giờ quay lại với em. Vậy bây giờ em phải làm gì á? Thì đấy, biết được câu trả lời thì còn làm cái gì nữa, là cơ hội đâu, giờ nó xinh nó ngon đấy. Rồi, ngu gì yêu lại ông để mẹ lại đau khổ à, nó phải yêu thật khác chứ. Nó nói như thế tức là không bao giờ rồi. Con gái mà nó cảm thấy là đấy là cái đối tượng mà có khả năng quay lại thì khả năng bị ít đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ bật đèn xanh thôi. Đằng đây nó nói là không bao giờ thì tức là đẹp giờ đấy nhá. Đừng ôm hy vọng gì cho mệt. Cảm giác người yêu cũ lị mình ra sao á? Cảm giác người yêu cũ lị mình à? Thì kiểu như là sau khi chia tay xong người ta vẫn nhắn tin cho mình không trả lời. Một cái mức cao cấp hơn là người ta có thể đến cố tình đến gặp mình, trong khi là chưa có nhắn trước với mình là người ta cố tình đi tìm gặp mình á. Tại vì cái hồi yêu nhau là biết, ví dụ như là biết nhà rồi, biết là có thể gặp được ở đâu rồi là người ta tới đó gặp. Đấy, xong rồi là mình nhất quyết là mình không muốn quay lại. Xong rồi vài ba hôm sau thì nó công khai người yêu mới. Đấy, kiểu vậy. Là chị đã từng gặp trường hợp đấy rồi nhá. Đã từng gặp trường hợp là chia tay xong mà chờ lụy lên lụy xuống, lụy tới lụy lui, kiểu như là đến rồi là sụt xịt này kia là muốn quay lại. Cái mình thì nói chung là tội thì tội thôi, chứ còn chuyện nào ra chuyện đấy, đúng không? Không nên giày vò nhau tiếp. Đến cái lúc phải dừng lại thì nó nên dừng lại rồi. Không nên mang lại đau khổ cho nhau làm gì cả. Tiếp tục nó chỉ làm thỏa mãn cái cảm xúc lúc đấy thôi. Một là mình đỡ cảm thấy tội lỗi, hai là người ta vui vẻ. Nhưng mà ngày mai thì nó lại đâu vào lòng đấy thôi. Tốt nhất là thôi, đường ai đấy đi thôi. Cái vài hôm sau công khai người yêu mới mà. Nói chung là đàn ông đàn an ấy mà, không khác gì mẹ nước mắt cá sấu cả, không tin được. Chị ơi, thằng người yêu cũ của em nó có người yêu rồi mà vẫn lụy em muốn quay lại thì phải làm sao á? Không em ơi, nó vẫn về ôm ấp yêu thương hôn hiếp người yêu nó bình thường đấy. Nó chỉ là backup thôi. Chứ bây giờ mẹ nó mà còn yêu em lụy em mà nó lại yêu cái đứa khác. Thế em không nghĩ đến trường hợp là mẹ bây giờ nó ngồi đây nó nhắn tin với em, nó bảo là kiểu như là anh yêu em nhắm rồi, là anh không thể sống thiếu em rồi, là anh với cả người yêu hiện tại có hạnh phúc đâu, rồi là nó chỉ là cái người thay thế thôi, bởi vì anh không quên được em, anh rất buồn nên là anh mới tán tỉnh nó. Tất cả những cái kiểu như là não của em nó chỉ lọc được thông tin là nó là một người rất là yêu mình, nó rất là yêu mình, nó yêu mình tha thiết, đó là một chàng trai si tình, một chàng trai trung thủy. Sau khi chia tay rồi vẫn không thể quên được mình. Mình là một cô gái đặc biệt, người ta yêu mình quá, người ta không thể quên mình được. Đấy, tức là em đang ngôn tình hóa cái câu chuyện để đi mà em quên mẹ mất luôn là nó đang có người yêu rồi. Em hiểu không? Nếu không hiểu mày ngu. Nó là một cái thằng phản bội. Nó là một cái thằng mà có người yêu rồi nhưng mà ở đấy vẫn nói với em những cái lời mật ngọt chết ruồi. Sau một tí nữa về em có biết, em có chắc chắn 100% em có gắn camera trên người nó không? Có biết được về tí nữa nó vẫn không ôm ấp hôn hít người yêu nó không? Nó vẫn không về nói là anh yêu em lắm với cả người yêu của nó không? Hả? Ơ kìa. Lấy cái gì để chắc chắn đấy? Não của em nó lọc thông tin nó kiểu bị sai lắm luôn ấy. Để như cái túi trà vậy, tinh chất là ra hết. Không hiểu kiểu gì. Nói xấu người yêu cũ liệu có đáng không? Chị đang nghĩ sao về việc chửi người yêu cũ? Chị thấy nó chả để làm gì. Cái tác dụng duy nhất của cái việc chửi người yêu cũ đấy là sướng mồm. Mà cái sướng mồm đấy á, cái lợi ích của nó chỉ là sướng mồm thôi. Nhưng mà cái tác hại của nó thì nhiều vô cùng. Đấy, ví dụ như là thể hiện mình là một con người cái cú, rồi để lại những cái tiếng xấu. Ví dụ mình chửi chẳng may qua tai người này đến tai người kia, đúng không? Dù sao thì mình cũng sẽ không được đánh giá cao. Rồi là làm cho cái mối quan hệ nó tệ đi, làm cho mất hết cả giá trị của bản thân mình, hạ thấp giá trị của bản thân mình. Tại vì là người ta cay hoặc là người ta làm gì được, người ta biết phải chửi nhau, đúng nhau, đúng, đúng. Thì đấy, đại khái là nó có quá nhiều tác hại, trong khi là cái lợi ích duy nhất của nó đấy là sướng mồm. Thì á các bạn ạ, có rất là nhiều cách để sướng mồm, không cần phải chửi, không xứng đáng để đánh đổi đâu, không xứng đáng là phải đánh đổi hết tất cả gọi là hình ảnh rồi giá trị của bản thân trong mắt người khác, thậm chí là mất cả sự kiên nhẫn rồi là các thứ của mình đi để đánh đổi được cái sướng mồm đấy đâu. Các bạn ngứa mồm quá thì các bạn có thể làm cái khác, ví dụ như là đứng ở đâu đấy một mình rồi tự chửi tự nghe, hay là làm gì đấy hoặc là viết ra giấy, làm gì để xả bớt nó đi, xong rồi là thôi, thế là xong rồi, đúng không? Là mình giải quyết được cái khó chịu, cái ngứa mồm rồi. Chứ còn bây giờ tôi suy nghĩ là phải nói ra, phải khiến cho người ta cay cái này cái kia thì thực ra thì không biết người ta có cay không, nhưng mà cái người cay đầu tiên là mình đấy. Theo mình thấy là nó cũng không đáng để mình làm lắm. Như là mình chẳng hạn ấy, là mình không có, ví dụ như là mình không bóc phốt ai, mình không nói xấu ai, thậm chí là mình có gặp cả những người mà người ta tính nết rất là buồn cười. Mình cũng hôm trước ví dụ như là kiểu mình bảo là nhìn thấu như không vạch trần ấy. Mình gặp một số người buồn cười lắm, kiểu như là giả nhân giả nghĩa lắm, tức là trước mặt mình thì lúc nào cũng đon đả, trước mặt mình lúc nào cũng thể hiện này kia, nhưng mà sau lưng mình thì không có thật lòng, không có chân thành được như vậy.
mình cũng mặc kệ, mình cũng gì mà mình phải bóc phốt, mình chả làm gì mà mình phải nói xấu. Mình nghĩ là người ta cũng biết thừa cái thái độ của mình như thế nào, người ta cũng biết thừa là mình biết rồi, nhưng mà người ta, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình nói ra các thứ cho sướng mồm để làm cho người ta khó chịu hay như thế nào đó, chả phải mục đích của mình, chả được cái gì cả nên mình cũng chả làm. Không phải là mình tốt bụng gì cả, mình thấy nó không xứng đáng để mình làm, cái mình chả làm thôi. Ê, yêu không được quay ra nói xấu thì phải làm sao á? Cái tuổi trẻ nó thế, nó chưa hiểu chuyện, nó chưa biết phải xử lý như thế nào, nó kiểu bồng bột ấy. Các bạn biết là kiểu càng lớn thì con người ta càng suy nghĩ nó chín chắn hơn, kỹ càng hơn. Cái lúc còn trẻ thì hành động theo cảm xúc, chung là yêu không được thì cay, cay đứa nào chả cay đúng không? Nhưng mà nếu mà mình lớn rồi thì mình biết, mình sẽ biết được là cái sự cay là chuyện bình thường, và cái việc mình không tán được người ta là đều có lý do. Ví dụ như là do mình xấu quá, do mình dốt quá, do mình thế nào đấy không hợp gu của nó nên mình mới không tán nó được. Thì khi mà mình lớn rồi thì mình chấp nhận, nhưng mà cái tuổi trẻ thôi như thế. Cái tuổi trẻ là cay, là gần như là hành động là 80% là dựa vào cảm xúc, rồi nhiều lúc mất mẹ là cả lý trí luôn. Đấy, tức là ví dụ như là những cái hành động nói xấu, bóc phốt các thứ, không suy nghĩ đến hậu quả. Ví dụ như khi mình bóc phốt thì có thể sau này nó sẽ ảnh hưởng đến cả bản thân mình, đúng không? Ví dụ như là lỡ chẳng may mà kiểu mình mang tiếng là bóc phốt người yêu, cay cú để nọ, xong rồi đến tai người này tai người kia, sau này đi tán cái đứa khác, nó bảo ôi thằng đấy mẹ ngày xưa bóc phốt đấy, mẹ yêu luôn cẩn thận nhá. Ví dụ đang tán con bé nào đấy, xong con bé nó đang định chuẩn bị yêu nơi rồi, chuẩn bị đồng ý rồi, thì bạn nó bảo là thôi mày ơi, tao trước thằng đấy bóc phốt người yêu cũ đấy, mày mà yêu nó sau này nó mà bóc phốt mày thì làm sao đấy. Thì có phải là không bao giờ nghĩ được đến những cái hậu quả như thế đúng không? Đấy thì cái tuổi trẻ nó như vậy, bồng bột như vậy đấy, mệt lắm. Nhưng là thôi, tốt nhất là lúc mà mình còn trẻ thì mình chưa đủ chín chắn thì mình học hành đi, bố mẹ còng lưng ra nuôi ăn học, không phải là để yêu đương hiểu không? Nếu không hiểu mày ngu. Tiêu chuẩn lấy chồng của kẻ hủy diệt tình yêu. Chị muốn lấy chồng như thế nào vậy ạ? Muốn nghe ý bên phía hội chị em á? À, chị muốn lấy chồng như thế nào á? Chị nghĩ là những cái mong muốn của chị nó cũng chung chung giống các bạn nữ thôi, chứ cũng chả có gì quá đặc biệt đâu. Bởi vì là mình đâu có phải là người đặc biệt đâu mà mình yêu cầu cái gì đặc biệt đúng không? Thì những cái cơ bản, ví dụ như là đấy là một người tử tế này. Khi mà một người tử tế thì người ta sẽ biết tôn trọng người khác này, biết tôn trọng cả mình này. Đấy, và người ta cũng biết điều, biết cách cư xử rồi là các thứ. Thì chắc là nếu một người tử tế thì người ta sẽ ít phạm những cái lỗi mà làm tổn thương người khác bằng lời nói, hay là thiếu tôn trọng, hay là động chân động tay, hay là cái gì gì đấy đúng không? Thì tức là một người tử tế là bao gồm những cái đấy rồi, nên là mình hay tóm gọn thành một từ là người tử tế. Thứ hai là rất là thương mình. Mẹ bây giờ cưới người mà không yêu mình, không thương mình thì không biết là cưới để làm gì đúng không? Đúng. Thế là lấy chồng thì chắc là phải chọn người yêu mình, người thương mình rồi. Chả nhìn đâu xa, tại vì thường thì con cái sẽ bị ảnh hưởng bởi bố mẹ á, thì bố mình rất là thương mẹ mình từ ngày xưa, nên là khi mà mình kiểu sống mình sống với bố mẹ từ nhỏ, mình quan sát ấy, thì mình rất là kiểu kỳ vọng á, tìm được một người kiểu thương mình như là bố mình thương mẹ mình kiểu vậy. Đấy thì cũng hy vọng là sẽ chắc chắn chứ hy vọng một què thì không thương mình thì chắc là không ở với nhau rồi. Thì một người rất là thương mình. Thứ ba nữa là một người mà mình có thể kết nối được, tức là mình có thể trò chuyện với người ấy mà không biết chán. Mình có thể làm rất là nhiều thứ cùng với người ý, hai người hiểu nhau. Người ta hay dùng kiểu tâm đầu ý hợp đi, các bạn hiểu không? Nếu không hiểu mày ngu. Tức là cái sự giao tiếp là cái rất là quan trọng trong cuộc sống. Nếu mà hai người ở với nhau mà không nói chuyện được với nhau thì không thể ở được, không thể kéo dài cái mối quan hệ đấy được, và không thể làm cho cái mối quan hệ đấy nó vui vẻ và hấp dẫn được. Mình cảm thấy nếu mà mất kết nối rồi thì dần dần nó cũng sẽ chán, và dần dần nó cũng sẽ kiểu như là xa cách dần ấy. Đấy, phải cái sự kết nối là cái rất là quan trọng. Ngày xưa mình cũng đã từng kiểu ban đầu không thích cái người, tức là mình gặp một người mà ban đầu mình không có thích. Mình không có thích bởi vì có rất là nhiều điểm mà người đấy mà không có phù hợp với mong muốn của mình. Thế nhưng mà cái sự kết nối làm cho mình dần dần mình thích người ta ấy. Thì ngày xưa mình không tin vào cái việc là mưa dầm thấm lâu. Ngày xưa mình không tin vào cái việc đấy. Mình cảm thấy cái việc rất là xàm, hoặc là nó khó để xảy ra lắm. Bởi vì là một khi đã không thích rồi thì rất là khó để thích ấy. Nhưng mà cái sự kết nối thì nó có thể sửa chữa được cái đấy. Kiểu hồi đầu mình không thích người ta bởi vì là ví dụ như ngoại hình này, ví dụ như hoàn cảnh này, các thứ này. Thì đấy là những cái mà mình gặp ban đầu, mình nhìn thấy ban đầu. Nhưng mà ví dụ mình tiếp xúc một thời gian thì cái sự kết nối nó sẽ làm cho mình kiểu như là dễ có cảm tình với người ta hơn ý, kiểu đấy. Thì phải có sự kết nối. Ví dụ như là hai người có thể trò chuyện với nhau đến già ấy. Đấy, mình chỉ cần nghĩ đến chuyện đấy thôi là cảm thấy như thế là cuộc sống như thế là hạnh phúc rồi. Chứ còn nếu mà hai người kiểu ở cùng với nhau mà không ai nói chuyện được với ai thì thì mình không biết là họ cưới nhau để làm gì, mình không biết. Nhưng mà ba cái điều đấy là thực ra nó vẫn đang update lên nhá, mình không biết là sau này nó có thay đổi hay không. Khoảng tầm 1-2 năm trước là mình được phỏng vấn, thì cái anh mà phỏng vấn mình á, các anh ấy cũng hỏi mình là kiểu mẫu bạn trai lý tưởng của mình là gì á, thì mình cũng trả lời là một người tử tế và thương mình đấy. Mình cũng chỉ trả lời như thế thôi. Xong dần dần mình nhận ra là nó đéo đủ. Nếu mà chỉ tử tế và thương mình thì nó không đủ.
nó cần phải có cái sự kết nối nữa. Khi mà mình gặp gỡ nhiều người hơn và mình quan sát ý, thì mình thấy là có cũng có những người tử tế và cũng có những người thương mình, và mình cũng thích mình cũng kiểu như lúc đầu mình cũng có thiện cảm với người ta ấy, nhưng mà dần dần hai người không kết nối được thì cũng không thể duy trì được mối quan hệ đấy. Đấy thì là mình update thêm một cái ý thứ ba nữa. Cứ không biết sau này tương lai nó có thay đổi hay không. À, ví dụ như là khoảng tầm năm sau chẳng hạn bạn hỏi lại mình câu này và lúc đấy mình ế vết cả đái rồi, không, năm sau thì hơi sớm, khoảng tầm 3 năm nữa đi, mình vẫn còn ngồi đây stream, bạn quay lại hỏi mình câu đấy là mẫu người yêu lý tưởng của chị hay là mẫu đàn ông lý tưởng mà chị muốn lấy làm chồng chẳng hạn, thì lúc đấy khi mà mình già quá rồi, mình ế quá rồi thì mình sẽ trả lời là còn sống là được ấy, là người là được, còn sống là được ấy, ví dụ như thế. Thì nó sẽ thay đổi theo thời gian. Bây giờ nó là như vậy, còn không biết sau này nó như thế nào. Nó sẽ thay đổi theo cái mong muốn và cái suy nghĩ của mình ấy. Sự cảm nhận và đồng điệu về cảm xúc, tính cách, con người và tâm hồn của nhau, chị Hà. Ui dồi, nghe văn vở quá, nó nghe thế kiểu nó hơi phức tạp ấy. Thực ra cái đấy mình có thể cảm nhận được ấy mà. Là con trai vẫn còn thở là được á. Đến cái lúc đấy chị chỉ cần là con trai còn sống là được. Ô mẹ, có khi chơi bê đê chứ.